Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khiếu nại đơn hàng trên iHop. Các bạn khiếu nại đơn hàng trong những trường hợp ví dụ như iHop giao hàng cho các bạn, giao hàng nhầm hàng này, hoặc là đơn hàng bị hư hỏng, hoặc hàng cận đát hoặc hết đát cho bạn, thì bạn có thể thực hiện cách khiếu nại với iHop để được iHop hỗ trợ hoàn lại tiền hoặc là hoàn lại sản phẩm mà bạn đã mua trên iHop. Với mình thì hôm nay mình nhận được đơn hàng bị giao nhầm sản phẩm, và bây giờ mình sẽ tiến hành các bước để khiếu nại với iHop. Đầu tiên thì các bạn vào trang chính của iHop, sau đó các bạn vào phần quản lý đơn hàng. Nếu như bạn nào mà không thông thạo tiếng Anh giống như mình thì các bạn có thể sử dụng tiếng Việt bằng cách rất là đơn giản. Các bạn nhấn chuột phải, sau đó nhấn phần dịch sang tiếng Việt. Mình sẽ tìm tới đơn hàng hôm đó mình mua là ngày 22 tháng 3. Đây. Sẽ nhấn vào. Chọn lý do đó là mình mua là sản phẩm riêng, đơn hàng riêng lẻ. Mình nhấn vào sản phẩm mà bị gửi nhầm. Trong 5 sản phẩm này thì có một kem chống nắng gửi nhầm thành một gói đồ ăn. Chọn lý do gửi nhầm sản phẩm. Số lượng là 1. Như mình thì mình không giỏi tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng phần công cụ dịch bằng Google dịch. Còn bạn nào mà thông thạo tiếng Anh thì sẽ đơn giản thôi, các bạn sẽ viết ra. Mình sẽ gửi là sản phẩm của tôi nhận được không giống với sản phẩm tôi đã đặt. Mình copy, kèm theo là mình gửi ảnh. Mình có quay cả video, cả ảnh của sản phẩm. Mình có cẩn thận, mình có quay tất. Sau đó mình nhấn chọn hoàn lại sản phẩm và nhấn submit. Sẽ đợi trong chút để xem yêu cầu của mình đã gửi đã được thành công hay chưa. Nếu như mà yêu cầu của mình gửi mà thành công rồi thì các bạn đợi iHop phản hồi thôi. Đây, yêu cầu này mình gửi hiện nay là chưa thành công và mình sẽ đợi lát nữa mình gửi lại. Và gửi lại yêu cầu thì các bạn cũng làm quy trình giống như vừa nãy mà mình làm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ cho mua hàng iHop của Khoai Blog.